nhá, thì hôm qua Gấm đã quay một cái clip mà trực tiếp để cho mọi người biết rằng là cái chia sẻ của một em khách hàng, em ấy bị ung thư cổ tử cung phát hiện ở giai đoạn cuối và em ấy sức khỏe suy yếu và không điều trị được. Và đây là tin nhắn của em Kiều trong nhóm quả cầu điện của bọn Gấm, và em ấy đã nhắn tin cho em Kiều như thế này. Em đẹp cái loại này nè chị, nó ra dữ lắm, nó ra ghê lắm, nó ra giống như là cái đường hình quá cung điện nha của chị á. Cái loại viên thuốc này là của bà chị em bán cho á, em mua mua 1,3 triệu một hộp 8 viên hả, bà cho em đẹp đẹp ghê lắm, nó ra kinh ra cái như đường hình của chị đó. Em bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối rồi. Em mới phát hiện, em do em bị Covid á, em bị phát hiện 4 tháng nay, nó chèn ép em kinh á. Trước đó là em có biểu hiện là hay ra máu, rồi quan hệ đau rát ra máu, khó chịu. Còn khi hư với em thì em thấy nó cũng bình thường, cũng giống như mọi người ở trên đó. Khi hư nó không có ghê gớm lắm, mà chỉ có cái biểu hiện đó là quan hệ ra máu, đau rát khó chịu vậy đó. Chừng nào nó em bị Covid ấy, nó mới phát lên, bị Covid là nó mới phát lên là em đi vô Sài Gòn khám, là bác sĩ nói là giai đoạn cuối ấy. Em không có điều trị hóa xạ, em về quê em uống thuốc nam, uống thuốc lá, mà nó cũng chèn ép em đeo nhất đến. Em uống về quê em uống bách rồi uống lá trinh nữ hoàng cung bông đủ đực rồi. Em thì do là em khám ở trên Từ Dũng á, là nó chụp MRI rồi đây rồi là nó nói giai đoạn cuối rồi, nên là nó trị không được, nó chuyển em qua, nó kêu quá tầm khả năng của nó chuyển em qua trung tâm ung bướu. Qua trung tâm ung bướu rồi nó cũng kêu là cuối rồi, nên là giai đoạn 4 là cuối rồi đó. Rồi nó biểu hóa xạ rồi, mà em nghĩ nhưng mà thời gian sống không có bao lâu, nên là em nghĩ ở trong Sài Gòn điều trị là cũng phải cỡ 2 năm, nhưng mà theo em tìm hiểu là thời gian sống mà cũng không có bao lâu đâu, tầm 5 năm trở lại à. Nhưng mà là tốn thời gian ở trong rồi phải xa chồng xa con rồi tội nghiệp đó, em cũng không muốn, nên là em về quê em uống thuốc lá thuốc này kia, đau nhất quá thì em cũng uống thuốc giảm đau đỡ. Chứ giờ biết làm sao chị, em đi xa con em chịu không nổi, em nhớ em thương anh lắm, là em không có điều trị ở Sài Gòn, mà với lại sức khỏe em cũng yếu nên là em hóa xạ cũng không nổi đâu. Với lại em là dạng như chủ quan á, em hồi trước là cứ ví dụ như em chỉ có bị là quan hệ là lúc ra máu lúc không, ở đau rát rồi vậy thôi, chứ còn viêm nhiễm phụ khoa thì em thấy nó cũng bình thường, chứ nó không có ra như của người ta đục hay là này kia khác nọ. Mà khi em bị Covid ấy, nó phát lên 4 tháng giờ, 4 tháng trước ấy, là phát lên là cái giai đoạn cuối rồi. Rồi phim á là do hồi em vô trung tâm ung bướu á, em nộp hết cho nó, em nó giữ hồ sơ của em trắng á. Còn cái lúc đầu cái hồ sơ của Từ Dũng á, là cái giai đoạn 2, giai đoạn 3, mà do lúc đó là mình chưa chụp phim, nó chưa ra cái cuối, chừng cái chụp MRI chụp hết toàn thân tử cung rồi nó mới ra cái kết quả chính xác là giai đoạn 4 rồi. Em đặt cái này được mấy viên rồi chị, mà em đặt thì nó không có ra máu, nó chỉ có ra chất bẩn giống như trong hình mà má chị chụp gửi cho chị đó, chứ còn nó không có ra máu. Đó cả nhà nhé, thực sự rất là thương. Thì em ý, em Kiều em bảo là cái sản phẩm mà em mới đang đặt đây này, đó chụp mờ quá nên một hộp thì 8 viên đó, đọc chữ này đây, bây giờ Gấm sẽ mở cho mọi người xem này đó. Và đây là cái sản phẩm này nha cả nhà nhé, rất là nguy hiểm luôn, khi người ta đã bảo đã ở ung thư giai đoạn 4 rồi mà còn cho đặt cái này.
Còn riêng với quả cầu thì bên Gấm không cho đặt, Gấm cũng chia sẻ với em Kiều là không nên cho em ấy đặt quả cầu nữa. Bởi vì là khi mà đã bị viêm như thế này rồi ấy, thì đặt quả cầu rất dễ là bị chảy máu ồ ạt và rất nguy hiểm. Thế cho nên là chúng ta khi mà chúng ta mà bị viêm thì chúng ta hãy điều trị ngay tức khắc đi, điều trị cho khỏi đi. Còn nếu mà chúng ta chưa bị viêm thì chúng ta hãy thải độc tử cung của chúng ta càng sớm càng tốt các chị em nhé. Chứ đến khi mà để tình trạng bị viêm nặng như thế này, ta bị nặng như thế này rồi thì không thể chữa khỏi được các chị em ạ. Rất là thương luôn, sức khỏe suy yếu và không muốn đi xạ trị bởi vì sợ xa chồng xa con, không còn nhiều thời gian nữa, cho nên ở nhà điều trị bằng thuốc nam cả nhà. Thuyền đưa tình ơi sang bên mãi bao một vùng trời trái với lòng dần cơn sóng như muốn cuốn trôi.